Xin mời chị Xuân Hà với nhạc phẩm Hãy Đến Với Em ạ. Sẽ có một ngày tình quang say đắm không biết đi em, sẽ có một cả trong câu hát cũng cất cánh bỏ đôi môi em. Em biết và em vẫn biết điều đó sẽ đến. Giờ này anh đã xa em, anh mang theo lòng say mê với ai. Anh yêu ơi, kỷ niệm giờ giữa đôi ta giờ này vẫn cháy trong em, lòng em luôn nhắc đến. Con đường về lạnh lẽo đầy sương, trong trái tim em tình yêu vẫn cháy. Hãy đến với em bằng lời ca anh hát, bằng lời ca anh tình yêu vẫn cháy.